Hello mọi người. Trời ơi, lâu lắm mới được livestream. Mọi người biết không, Facebook của mình bị khóa livestream mất mấy tuần. Tại vì là do lúc mà livestream để nhạc bản quyền ý. Hello Trinh, hello Vi. Nên mọi người lưu ý là nếu mà có ai thường xuyên livestream thì đừng đừng để bất cứ một cái nhạc gì mà kiểu US, UK nhạc ấy thì mình dễ bị bản quyền, mọi người nó quét ý. Facebook nó quét ý. Mọi người nhìn ánh sáng, âm thanh đã ok chưa ạ? Mọi người có khỏe không? Trời ơi, lâu lắm rồi không livestream ý, có nghĩa là phải một tháng rồi mất. Đúng là nếu mà để bình thường thì có khi chẳng bao giờ livestream đâu, nhưng mà đến lúc mà bị khóa một cái thì lại có rất là nhiều chủ đề muốn livestream cùng với mọi người. Thời gian tới thì Phương sẽ cố gắng livestream nhiều hơn. Thì mong là được tất cả mọi người ủng hộ và theo dõi. Hello chị Mai. Hôm nay thì như đã hẹn thì chúng mình sẽ có một cái livestream nhanh thôi mọi người nhé. Chắc là mình sẽ chia sẻ khoảng tầm 20 phút thôi. Và như đã nói thì mình sẽ có một phần quà cho những ai xem đến cuối cùng của livestream. Nên là mình giữ nguyên màn hình nhé. Mình sẽ dành một vài phút của buổi tối hôm nay để trò chuyện cùng với nhau. Hôm nay đã là tối thứ năm rồi. Không biết là mọi người ở nhà thì đã làm những hoạt động gì rồi, có những kế hoạch gì cho ngày sắp tới rồi. Mình ở nhà nhưng mà mình không hề thấy là bị chán một chút nào ấy. Tại vì mình có rất là nhiều thứ để làm. Và khi mà mình không bị phân tán tư tưởng bởi việc là phải đi ra ngoài thì tự nhiên mình cảm thấy là những cái công việc mình làm hàng ngày nó được tập trung hơn. Xong rồi mình cũng có năng lượng, nghĩa là mình không mất thời gian đi ra ngoài, không mất thời gian chuẩn bị thì mình sẽ ở nhà làm được nhiều thứ hơn. Không biết là cái trải nghiệm mà work from home của mọi người như thế nào, nhưng mà đấy là cái chia sẻ của mình trong những ngày vừa qua. Và mình đã ở nhà liền tù tì. Mình đã ở nhà liền phải đến 5-6 hôm. Và đến hôm nay thì mới ra khỏi nhà một chút để đi mua có chút việc thì trời ơi, mình sốc luôn ý. Nhìn đường phố rất là vắng lặng. Thật sự ở Hà Nội từ bé đến giờ 26 năm nhưng mà mình chưa bao giờ thấy ở thành phố của mình nó khác đến như vậy. Kể cả những ngày mùng 1 Tết nhá, cái không khí Tết nó lại khác. Nhưng mà những ngày này nó vắng theo một cách kiểu rất là thương ý mọi người ạ. Mình nhìn đi đường và mình nghĩ rằng trời ơi, không biết là những cái cửa hàng đóng cửa này thì liệu những nhân viên của họ đang như thế nào, người chủ của họ ra làm sao, rồi cuộc sống mọi người như thế nào, mọi người có ổn không. Rất là lo lắng. Và nhìn thấy những chú bộ đội này đứng gác đồn, gác bốt thì mình cảm thấy là mình không biết được là tương lai sẽ như thế nào. Mình khi mà mình ở nhà và mình có một cái thế giới của riêng mình thì mình cảm thấy rất là an toàn, rất là bình yên. Mình không phải ra ngoài, nhưng mà đến lúc mình phải ra ngoài thì mình cảm thấy là trời ơi, đây là thực tế, cuộc sống nó đang thay đổi từng ngày luôn. Và tất cả mọi thứ có lẽ là nó sẽ không được như trước được nữa. Cảm ơn Trinh nha, Trinh cũng giữ gìn sức khỏe nhá. Những ngày này thì sức khỏe có lẽ là cái mọi người quan tâm nhất rồi đúng không? Không biết là mọi người ở nhà thì đã làm những gì rồi và có kế hoạch gì sắp tới. Phương đang định thôi, đều kế hoạch thôi là làm một cái challenge và rủ mọi người tham gia cùng. Một là đọc sách này, cùng nhau đọc sách, đọc 10 trang sách mỗi ngày. Và hai là mình sẽ cùng tạo ra một cái challenge là tập bụng mỗi ngày để sau hết 14 ngày thì mình sẽ có cái cơ bụng số 11. Thì không biết là mọi người muốn tham gia chủ đề nào cùng với Phương thì có thể là chia sẻ được không ạ? Hello Diệp, xin chào mọi người. Đây là tối hôm nay thì chúng mình sẽ nhớ nhé mọi người nhé, là mình sẽ có một phần quà cho mọi người ở cuối livestream này, nên là hãy xem đến hết livestream nha. Hello Duy. Đúng rồi đấy, bây giờ thì không khác gì kiểu như là một thời chiến tranh, nhưng mà dù sao thì cũng cảm thấy mình rất là may mắn và biết ơn khi mà thời gian này mình vẫn có công việc để làm. Mình
vẫn có được những cái nguồn năng lượng tích cực từ mọi người xung quanh. Mình vẫn có một ngôi nhà để ở, vẫn có đủ đồ ăn thức uống, nước sạch, rồi điện, rồi internet. Và mình không thiếu một cái gì cả thì mình cảm thấy rất 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 là biết ơn luôn mọi người ạ. Đó là những cái mà rất là nhỏ hàng ngày, nhưng mà bình thường thì mình sẽ nghĩ là nó luôn ở đấy ấy. Nhưng mà đến một ngày thì tự nhiên bùm một cái, tất cả mọi thứ thay đổi và mình phải chấp nhận thật là như thế. Hello, hello mọi người. Hôm nay thì Phương cũng có nhận được nhiều những cái quan tâm của mọi người thời gian gần đây về cái công việc đang làm hiện tại. Thì Phương rất là muốn được chia sẻ con người của mình đến với mọi người để chúng mình có thể là hiểu nhau hơn và gần nhau hơn. Và mình mong rằng những cái gì mà mình chia sẻ sẽ giúp mình có thêm những người bạn mà thật sự là yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng với mình. Hello Bóng Bi, em chào chị Thảo ạ. Có lẽ là không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Nếu mọi người đã cảm thấy sẵn sàng này, cảm thấy là đường truyền ok, ổn và âm thanh nghe rõ, thì có thể cùng comment số 1 cho Phương được không ạ? Comment cho Phương số 1 nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chia sẻ với mọi người một chút, không biết là ở đây có ai mà lần đầu xem live cùng với Phương không. Thì mình tên là Thu Phương và năm nay thì mình 26 tuổi. Trước đây thì cảm ơn Duy. Trước đây thì mình đi học đại học ở Đại học Hà Nội, trường Đại học Hanu. Cảm ơn Trinh nhé. Và mình đã học 4 năm khoa tài chính ngân hàng bằng tiếng Anh. Mọi người, mình thật sự là mình là một người không thích những con số, nhưng mà mình đúng như là kiểu là ghét của nào trời trao của đấy, thì mình đã học 4 năm tài chính ngân hàng với toàn các con số luôn. Và sau khi mà mình ra trường thì mình chưa từng có một ngày nào là mình đi làm cho một công ty hay là một cơ quan nào cả. Em cảm ơn chị Thảo ạ. Hello chị Giang. Và Phương đã xác định luôn lúc đấy là mình sẽ đi kinh doanh rồi. Khi còn học ở trong trường ấy thì mình, tại vì đi học thì rất là bận, trường mình lại học full time và không được đăng ký tín chỉ theo ý của sinh viên, phải học lịch cố định của trường, nên là mình hoàn toàn là không có thời gian để đi làm thêm. Và mình chỉ gọi là tranh thủ một vài những cái ngày nghỉ, những cái tiết trống thì mình đi chụp mẫu. Và những ai mà có lẽ là follow Phương khoảng độ 5-6 năm thì cũng biết là mình là một người mẫu ảnh cho shop thời trang từ ngày đầu tiên, là cái duyên của mình. Em cảm ơn chị Giang. À thế à chị Thảo. Cảm ơn bạn Hoài ạ, cảm ơn bạn Tú Trương. Và khi mà mình đã bén duyên với kinh doanh từ khi còn đi học rồi. Và khi mà mình ra trường thì mình xác định là mình sẽ đi kinh doanh, bởi vì mình là một người rất thích tự do. Mình không có muốn đi làm thuê cho bất kỳ một ai cả. Và mình rất là, nghĩa là mình không muốn có ai là kiểu bảo mình làm này làm kia ấy. Thì mình không thích, đấy là cái con người của mình như vậy. Và mình cũng đã có một cái thời gian trước khi ra trường là mình đi thực tập tại một ngân hàng, ngân hàng của nhà nước. Và lúc đó thì mình cảm thấy là trời ơi, sao cái môi trường này nó không liên quan gì đến con người của mình luôn ấy. Mình có một vài thời gian đầu là mình đến đó và mình gọi là cùng mọi người sắp xếp tài liệu này, xong mình cũng quan sát các anh chị làm việc, mình nhìn cách mọi người giao tiếp với nhau. Thì mình không đánh giá mọi người nhá, mình không phải đánh giá một cái gì cả, nhưng mình chỉ cảm thấy là con người mình không hề phù hợp với môi trường đấy một chút nào hết. Và mình quyết định là mình sẽ đi kinh doanh. Thậm chí là sau khi mà Phương ra trường rồi thì cũng có một người em họ của mình nói là bây giờ Phương apply vào cái ngân hàng Shinhanbank đi, họ đang tuyển nhân viên, và bởi vì là mình có người quen nên mình sẽ được ưu tiên hơn. Thì Phương cũng ok, xong rồi mình cũng gọi là không có apply vào cái ngân hàng đó, và mình quyết định đi kinh doanh. Mặc dù đó là một con đường rất là khó khăn, bởi vì thật sự khi đó thì mình không biết một chút gì về kinh doanh cả, mình không có kiến thức, mình không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mình vẫn lăn xả ra mình làm, mình nghĩ là mình vừa làm mình vừa học. Và khi đó thì mình quyết định khởi nghiệp với cái với lựa chọn là mình sẽ kinh doanh mặt hàng là thời trang. Lúc đấy thì không có một bạn bè nào để mình hỏi cả, không có một anh chị ở đi trước cả, và mình tự mình mày mò, mình nghĩ xem là mình nhập hàng ở đâu, xong mình cũng đi thử ở những nơi khả thi để mình tìm nguồn hàng và nhập những cái lô hàng. Đầu tiên có thể nói nó cũng không phải là
là xuất sắc đâu mọi người ạ. Và cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại khó khăn. Và lúc đấy thì cũng cảm thấy một chút gì đấy là cái cảm giác mà mình phải tự vật lộn với mọi thứ ấy. Nhưng mình không bao giờ nghĩ đến chuyện là mình bỏ cuộc hay là mình nản. Mình luôn cố gắng, tiếp tục cố gắng, cố gắng. Hello chị Vân. Chị Vân ơi, rủ An xem live cùng em nha. Và đến cuối cùng thì đến đầu tháng 4 năm 2021 thì mình đã bắt đầu, chính thức bắt đầu là khởi động cái kinh doanh của mình. Mình bán online. Và quần áo mình nhập sẵn thì mình bán, mình chụp mẫu mình bán. Và bởi vì mình là một người mẫu ảnh nên mình rất rất đam mê chụp ảnh, đấy là cái đam mê của mình luôn. Và mặc dù là trời có nắng nóng hay là có mưa hay là có như nào thì mình vẫn rất là say sưa với công việc của mình. Và mình chỉ biết là như vậy thôi. Thì đến may mắn là mình cũng nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Và đến tháng 11 năm 2018 thì mình đã bắt đầu, nghĩa là sau khoảng độ 7 tháng thì mình quyết định là mình sẽ mở cửa hàng. Và mình cũng không biết là lúc đấy mình lấy đâu ra cái gan để mà mình làm như vậy, bởi vì mình vẫn cảm thấy là mình có rất là non khi đấy ấy. Nhưng mình thì đấy, cứ lăn ra mình làm thôi. Và mình mở một cửa hàng và rất là biết ơn mọi người vì nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ những người bạn, từ những người khách hàng mới quen, và họ rất là yêu thích sản phẩm của mình, luôn đồng hành cùng với mình. Bố mẹ, và cho đến cái thời điểm đấy thì khi mình đã kinh doanh được đến năm thứ 2, năm thứ 3 rồi thì bố mẹ vẫn luôn nói với mình là hay là con nhìn thấy con vất vả quá, kinh doanh này vất vả quá, con thức đêm thức hôm rồi làm có nhiều công đoạn này đi, thì hay là con đi về làm nhà nước đi cho nó ổn định, cho nó nhàn, rồi con gái thì đi làm nhà nước xong rồi ổn định, lấy chồng ổn định thôi, không cần phải vất vả quá đâu. Lúc đấy thì ban đầu nghe thì mình cũng bực mình trước, vì mình nghĩ là trời ơi, mình đang rất là cố gắng ở đây, tại sao bố mẹ không hiểu cho mình. Nhưng mà sau đấy thì mình chỉ cười, mình không nói gì nữa và mình vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình nghĩ là đây là đam mê của mình, mình cứ sống với đam mê của mình. Nếu mà mình phải làm một công việc mình không thích từ sáng đến tối thì mình chắc là mình không thể chịu được mất. Hello mong yêu. Phương đâu rồi? Rủ Phương cùng xem live với chị nhá. Và mình nghĩ là nếu mà ai đã đi kinh doanh ý, thì cũng giống như mình, đều sẽ có ước mơ là mình sẽ phát triển dần lên này. Hoặc là mình có một cửa hàng thì mình sẽ có thêm những cửa hàng khác, mình mở thành một chuỗi kinh doanh, mình có thêm nhiều nhân viên, mình mở rộng nhân viên của mình ra, mình nam tiến, mình vào Sài Gòn mở thêm một chi nhánh nữa. Đó là cái ước mơ của mình khi đó. Và mình cứ làm như vậy. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là cái công việc mình gắn bó cả cuộc đời. Nhưng mà đến thời điểm vào cuối năm 2020, tức là cuối năm ngoái, là sau đợt Covid dịch đầu tiên, thì mình bắt đầu mới dừng lại và mình bắt đầu suy nghĩ. Khi đấy thì mình quá là bận công việc của mình, mình lo tất cả mọi thứ, từ chụp mẫu này, xong rồi đến áp bài, xong rồi đến là tại mình người khá là cầu toàn trong công việc. Em cảm ơn chị Thảo ạ. Mặc dù là mình cũng có nhân viên hỗ trợ nhưng mình vẫn muốn là tự mình kiểm tra tất cả các khâu công việc đấy. Và khi mà mình bận quá như vậy thì ăn ngủ cũng không có thời gian, ăn rất là vội vàng, ngủ thì ít, xong rồi mắt nó cũng cầm điện thoại và làm việc 24/7 ấy. Và mình nhìn vào gương là mình nhận ra là trời ơi, đây là mình sao? Đi chụp ảnh ở ngoài trời nắng nôi nhiều, rồi da rẻ thì lên mụn, những cái nét quầng thâm nó quầng ở trên mắt, gương mặt thì da chảy xệ, trông rất là mệt mỏi và ánh mắt lờ đờ không có sinh khí một chút nào luôn. Và mình nghĩ rằng chẳng lẽ đây là cái công việc mình sẽ làm cả đời hay sao? Nếu mà mình làm công việc này thêm 5 năm nữa hay là 7 năm nữa thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ tốt hơn hay là mình sẽ tệ hơn như thế này? Thì mình bắt đầu cảm thấy là mình muốn mở lòng với một cái gì đấy mới. Cảm ơn bạn Nguyễn Vân ạ. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Hello Kiều Anh. Cảm ơn mọi người. Hello chị Nga. Cảm ơn Quang. Và mình lúc em còn nghĩ là mình sẽ phát triển thêm mảng quần áo thiết kế nữa mọi người ạ. Và mình nhìn vào những người bạn của mình và họ cũng làm thiết kế thì mình cảm thấy là mình có lẽ mình sẽ không thể sắp xếp được thời gian, bởi vì nó quá nhiều công đoạn. Và may mắn là khi đấy mình đã không bắt đầu tiếp tục về cái công việc đấy, mà mình bắt đầu có một thời gian là mình
mình chậm lại, mình làm mọi thứ chậm lại để mình giãn ra và mình bắt đầu suy nghĩ xem mình muốn gì trong cuộc sống, mình thật sự muốn cái gì. Và mình lúc đấy thì có một người chị mà mình rất là thân thiết, rất là yêu quý chị. Em cảm ơn chị Nga đã, chị đăng hình một cái máy ảnh, à một cái máy rửa mặt lên trên Facebook. Cái máy rửa mặt này thì mình đã biết đến cái máy rửa mặt này rồi, bởi vì mình có một người bạn rất là thân, thì bạn ấy dùng cái máy này và khen rất là thích. Thì khi đấy mình lại chưa biết gì về skin care cả, mặc dù da mình không đẹp một tí nào luôn, nhưng mình vẫn không, nghĩa là mình không để tâm việc skin care ấy. Thì khi mà mình thấy chị mình đăng cái máy ấy lên thì mình đã chủ động nhắn tin cho chị và hỏi chị rằng: chị ơi, chị mới bán cái máy này à? Và rất là bất ngờ thì chị trả lời lại, chị bảo là em muốn trải nghiệm máy hay là em muốn kinh doanh. Thì khi đấy tự nhiên trong lòng mình có một cái gì đó nó lóe lên như kiểu một cái hy vọng, hay là một, mình cũng không biết tả như nào nữa, nhưng mà mình cảm thấy là mình muốn tìm hiểu, mình sẽ tìm hiểu. Lúc đấy thì mình cũng không nghĩ gì quá xa xôi cả, mình chỉ nghĩ là nếu mình có thêm một công việc nữa để mình làm trong thời gian kiểu như là làm thêm một công việc nữa, thêm một mảng nữa cũng hay mà, tại vì mình cũng có khách hàng rồi thì mình tìm hiểu thêm thôi, chẳng mất gì. Thì công việc của mình khi đấy là nó đang vào vụ mùa đông, là cũng rất là bận và nó cũng rất là ổn nữa, thu nhập tốt. Thì mình tìm hiểu thêm và mình đã rất là kiên nhẫn với bản thân mình. Mình tìm hiểu một cách mở lòng, mình không thánh giá, mình không thành kiến, mình không phán xét gì, bởi vì mình rất là tin tưởng người chị đấy. Và cái sự kiện đầu tiên mà mình tham gia đó là mình đi đến một cái sự kiện nó gọi là SOV. Ở đấy gặp rất là nhiều những anh chị khác nhau. Khi đấy thì mình cũng chưa hiểu một chút gì về công việc này, là họ làm những gì, họ là ai. Mình chỉ đến đấy thôi, mình mới rất là cởi mở, mình sẵn sàng những cái mới. Và mình đến đấy mình nhìn mọi người, mình thấy là đây là một cái sự kiện gì đó. Ở đây có những con người họ ăn mặc rất là đẹp, họ rất là lịch sự, họ rất là sang trọng. Từ họ toát ra những cái phong thái ăn mặc, rồi cách họ nhìn nhau, cách họ ăn mừng cùng với nhau, cách họ chia sẻ thành công cùng với nhau, sao nó quá khác biệt với những người ở ngoài kia vậy. Họ, trong ánh mắt của họ thật sự là khi họ mừng cho nhau và nó rất là chân thành ý. Và Phương là một người khá là nhạy cảm với những cái năng lượng của người khác. Thì khi đấy thì mình nhìn vào ánh mắt và mình nhìn vào cách mọi người nói chuyện với nhau thì mình nghĩ là nó không hề có một cái chút gì giả tạo ở đây cả. Và mình cũng mở lòng ra, mình cứ đi tiếp, mình cứ tham gia những cái buổi khác. Mình cũng lên công ty, hello chị Hoài, mình cũng lên công ty để mình thấy là công ty là cơ sở vật chất như thế nào, có đáng tin cậy hay không. Rồi mình được rất là, những người chị của mình rất là tận tâm và giúp đỡ mình này, chia sẻ cho mình những cái tư duy, những cái kiến thức và những cái mà ban đầu, và mình cảm thấy rất là biết ơn. Và mình, khi mà mình tìm hiểu như vậy thì mình nhận ra là hóa ra ở đây có một công việc mà rất nhiều người chưa biết đến, một công việc rất là có những cái khía cạnh để mà mình cảm thấy là nó làm cho mình hạnh phúc từ bên trong ấy. Hello Huỳnh Đào. Mọi người nhớ nhá, ở cuối livestream sẽ có quà, nên là mình nhớ thêm rồi cuối livestream nhá. Mình sẽ kể ra 6 cái khía cạnh mà mình cảm thấy là nó làm cho mình thu hút ngay từ những lần đầu tiên mình tìm hiểu về cái công việc này. Đầu tiên phải nói đến đó là một đối tác rất là uy tín. Đây là một công ty ở Mỹ và họ đã có mặt ở từ năm 1984, hiện nay là được gần 40 năm rồi. Và họ có những cái sản phẩm rất là chất lượng. Cái cách mà họ dẫn dắt tạo ra một cái môi trường làm việc, rồi những con người rất là tuyệt vời, thì mình không có nghi ngờ gì về độ uy tín của công ty này cả. Và công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán New York với mã là NUS. Bất cứ một công ty nào được niêm yết ở đây thì đều không bao giờ có thể phá sản được. Nếu mọi người chưa tìm hiểu thì có thể gõ NUS, gọi là mình gõ tìm cái gì nhở, finance, bản báo cáo tài chính ý, tự nhiên cái mất từ đấy rồi, trời ơi, lên ngân hàng đấy. Thì và mình nhìn vào cái con người ở đây và cái môi trường làm việc ở đây thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ là môi trường rất là quan trọng. Môi trường sẽ quyết định là những cái gì mình suy nghĩ,
rồi mình làm việc cùng với ai, hay là mình sẽ làm những gì hàng ngày. Và khi mà mình có những cái thói quen như vậy, nó sẽ tạo thành con người của mình, đúng không ạ? Hello Thùy Mỹ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Và cái thứ hai mà mình rất là quan tâm khi mình tìm hiểu một công việc kinh doanh, đó là mình sẽ phải bỏ bao nhiêu vốn. Thì ở đây mình không hề phải bỏ một đồng vốn nào cả, mà đây là kinh doanh không sở hữu. Nghĩa là mọi người biết là những cái hãng như là Be, như là Grab, thì họ không có sở hữu một cái mặt bằng nào cả, và họ vẫn phát triển rất là tốt và có tiềm năng thay thế taxi trong tương lai, đúng không ạ? Và mình không phải bỏ vốn. Ở đây mình là đầu tư, và đầu tư vào chính bản thân và con người của mình. Và mình nghĩ rằng cái cơ thể của mình này, cái kiến thức của mình, cái tư duy của mình, đó là cái tài sản quý giá nhất sẽ theo mình đến cuối cuộc đời rồi. Nên là mình đầu tư vào và bản thân mình thì không bao giờ là đủ, không bao giờ là thừa cả. Và mình rất là biết ơn để mình có một cái nơi để mình gửi gắm như vậy. Cái thứ ba là ở nơi mình đang làm việc thì mình được đào tạo những cái kiến thức, cái tư duy về kinh doanh rất là khác biệt. Mình mọi người, đa phần chúng ta nhá, đi học và được dạy rằng mình hãy học thật tốt, thật là ngoan, là một người học trò giỏi, mình có điểm số cao, và sau đấy mình ra trường, mình có một công việc làm ổn định, đúng không ạ? Đấy là tất cả những gì chúng ta được dạy. Chúng ta được dạy để trở thành những người làm thuê, có những cái tư duy về kinh doanh rất là tuyệt vời, thì nó chỉ được chia sẻ cho 1% rất là ít trong xã hội mà thôi. Và ở đây thì mọi là một môi trường rất là cởi mở, và mình được dạy toàn bộ những kiến thức tư duy kinh doanh, không hề giấu lại một chút nào. Mọi người có công nhận là bây giờ nếu mà ví dụ Phương có một nhà hàng ăn và Phương sẽ đi bán lại công thức của mình cho những người khác, thì mình sẽ đôi khi là mọi người có nghĩ là mình sẽ nấu được cái bát bún mà nó y hệt như ở cái nhà hàng đã chỉ cho mình không? Chắc là không, đúng không? Bởi vì người ta sẽ giữ lại một phần những cái bí kíp. Nhưng mà ở đây là một môi trường cực kỳ cởi mở, nó là một cái, bây giờ tất cả là thế giới phẳng rồi, và tất cả đều được chia sẻ. Bởi vì ở đây là mọi người đều muốn là làm giàu cùng với nhau, và cùng muốn chia sẻ kiến thức với nhau. Và họ là những con người sống rất là hướng thiện. Và mình nghĩa là những cái kiến thức tư duy mà họ chia sẻ cho mình ý, thì mình được học từ ai? Từ những người làm công việc cùng với mình. Họ là giám đốc ngân hàng, họ là có thể là những người là quản lý cấp cao ở giống như là Vingroup, bất động sản. Và nếu mà mình ở ngoài kia thì mình sẽ không thể nào có được mối quan hệ với những người như vậy, nói gì đến việc là học hỏi tư duy kinh doanh từ họ. Mọi người công nhận với mình không? Hello chị Huyền, hello mọi người. Và đấy là cái môi trường mà mình đang được đào tạo, và là một môi trường cởi mở với tất cả mọi người. Tất cả mọi người, bất cứ ai, dù bạn còn trẻ hay là bạn đã bao giờ kinh doanh chưa, đã có kinh nghiệm hay chưa, thì đều có thể tham gia công việc này và đều có khả năng thành công với công việc này. Còn nếu mình khởi nghiệp ở ngoài kia thì mình sẽ cần gì? Mình sẽ cần vốn, mình sẽ cần kiến thức, mình sẽ cần tư duy, mình sẽ cần mối quan hệ, và mình sẽ phải vấp rất là nhiều lần trước khi mình có thể thành công được. Và liệu chúng ta có thể dành cả đời mình để vấp ngã rồi lại đứng dậy không? Và chưa kể đến việc là rất nhiều người họ dành vốn liếng cả đời của mình để họ khởi nghiệp, và sau đấy thì họ thất bại và họ không dám làm lại nữa, và họ sợ đánh già luôn, thì nó rất là phí ý. Cái thứ tư mà mình rất là trân trọng khi mình làm công việc này, đấy là mình được cùng mọi người chia sẻ những cái giá trị sống rất là nhân văn. Ở đây đề cao tinh thần cho đi này, sự yêu thương này, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ và chia sẻ. Nó là những cái điều mà nó đồng nhất với cái giá trị sống của mình, mà ở trước đây khi ở công việc trước của mình thì mình không thể làm được. Bởi vì mình có một cửa hàng thời trang thì mình không thể nào đưa quần áo cho một cái bạn mình bảo là bạn bán đi, bạn bán thời trang đi. Họ có thể là rất là thích thú, nhưng mà họ cũng cần rất là nhiều cái điều kiện khác để thành công được, chứ họ không thể là làm giống như mình được, đúng không mọi người? Cái thứ năm mà mình có lẽ là mình sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi, mình sẽ không để mọi người mất thời gian lâu. Cái thứ năm mà mình cảm thấy rất là thích thú, đó là cái chính sách trả thưởng rất là thông minh và minh bạch. Nó không như những gì mà nhiều người mình hãy có một cái tư duy thật là cởi mở để mình thật sự tìm hiểu xem là ở đây mọi người làm công việc gì, mà tại sao lại có những người ở ngoài kia họ làm chức vụ cao, họ vẫn từ bỏ công việc của họ để vào đây làm.
chắc chắn nó phải có một cái tiềm năng gì đấy, nó có thể thay thế cho công việc hiện tại của họ, và nó phải hoàn toàn là chân thực và minh bạch và công bằng thì mình mới làm ở đây. Và cái cuối cùng đó là cái sự linh hoạt về địa điểm làm, thời gian làm. Mình hoàn toàn có thể lựa chọn làm ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mình muốn. Và đó là cái giá trị mình muốn nhất cuộc sống, là sự tự do. Mình không thích bị gò bó một chút nào luôn. Và may mắn, rất là biết ơn, rất là may mắn khi thời điểm bây giờ, khi mà dịch Covid đang diễn ra như vậy, có rất là nhiều người phải đóng cửa và họ không được hoạt động, thì công việc của mình vẫn phát triển 100% ở trên mạng xã hội, rất là tốt đẹp, và mình cảm thấy đó là một điều rất là tuyệt vời. Và không biết là ở đây có ai cũng đang làm công việc online giống như mình không, và cảm thấy rất là thích công việc của mình, thì có thể là comment trái tim hoặc là để lại bông hoa để chúng mình có thể hiểu nhau hơn nhé mọi người nhé. Mình cũng cảm thấy là biết bản thân mình, vì khi đấy nếu như mình không mở lòng ra để mình tìm hiểu, và mình chẳng nhỡ lúc đấy mình lại có một cái định kiến gì đấy, hoặc là mình đóng cửa cái trái tim của mình lại và mình không tìm hiểu thì sao, thì mình lại bỏ lỡ mất một cái cơ hội rất tuyệt vời như thế này, đúng không? Và mình không thể nghĩ rằng là ở thế giới lại có một cái công việc nó có thể làm tròn đầy tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình như vậy. Mình vừa được học hỏi, mình vừa được yêu thương, mình vừa được trao giá trị. Và những cái điều đấy thì cái công việc cũ, mặc dù mình cũng rất là biết ơn công việc cũ của mình, nhưng mà nó ở thời điểm hiện tại thì nó không còn cho mình được những cái điều gọi là tròn đầy như vậy nữa. Cảm ơn Huỳnh Đào. Và mình nhận ra một điều rằng tất cả những công việc khác từ trước đến giờ mình làm, nó đều là một sự đánh đổi, nghĩa là mình đánh đổi thời gian và tiền bạc, thời gian và công sức của mình để lấy tiền bạc. Người công nhận không? Bất cứ công việc gì mình làm đều là mình đang đánh đổi thời gian và công sức để lấy đổi lấy một số tiền. Vậy thì liệu rằng cái công việc mà mình đang làm này, nếu mà mình làm thêm 10 năm nữa, 10-20 năm nữa, khi đấy mình có tuổi rồi, thì mình liệu rằng cái công sức mình bỏ ra có bằng các bạn trẻ nữa không? Hay là khi đấy công ty sẵn sàng thay đổi, nghĩa là họ cắt giảm mình đi thay vào những cái người trẻ hơn, giỏi hơn, rồi nhiều sức khỏe, năng động hơn. Ai đi làm thuê thì cũng có mong muốn là mình sẽ cống hiến hết tuổi trẻ của mình cho cái công ty này. Và khi đấy mình, khi nào mình nghỉ thì mình sẽ nhận được cái sự ưu đãi, cái sự che chở từ phía họ. Hoặc là mình có được một cái sự bảo đảm để cuộc sống sau này đó là cái ổn định mà mình vẫn nghĩ đến. Nhưng mà mọi người công nhận là đến bây giờ thì không có cái gì là ổn định và chắc chắn, đúng không? Mình phải là người tự đi tìm kiếm những cái cơ hội để cho mình được tự chủ về mọi mặt, để mình bảo đảm cho bản thân, không chỉ là bản thân mà cái gia đình, cuộc sống gia đình của mình nữa, một cách an toàn và vững bền nhất. Cảm ơn Mi. Đúng rồi chị Nga, đây là một món quà. Và trước đây thì mình cũng chia sẻ với cả nhiều những cái bạn trẻ mà có thể là bằng tuổi mình, có thể là kém tuổi mình ấy, rằng là mọi người có nghĩ bao giờ nghĩ về cái ước mơ của mình là gì không? Cái ước mơ thật sự ấy, nghĩa là cái sứ mệnh của mình, tại sao mình lại có trong cuộc đời này, mình ở đây để làm gì, và cái vị trí của mình sẽ mang lại giá trị gì cho mọi người. Có bao giờ nghĩ không ạ? Nếu mà có ai đã từng nghĩ thì comment số 1 giúp Phương nhá. Nếu mà ai đã từng chăn trở nghĩ xem là mình ở đây để làm gì, hay là ước mơ của mình làm gì, thì comment số 1 giúp Phương nhá mọi người nhá. Hello chị Thoan. Cuộc sống thì mình nghĩ nó cũng trôi qua rất là nhanh thôi. Và nếu mà mình hoàn toàn có thể lựa chọn để sống một cái cuộc sống bình thường, mình làm một công việc bình thường và mình sống tốt phần cuộc sống của mình, nó rất là đơn giản. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mình có một cái ước mơ lớn hơn, rằng mình sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp, và mình sẵn sàng có thể chia sẻ được cuộc sống đấy đến với nhiều người khác, nó đều rất là ý nghĩa và rất là đáng sống, đúng không ạ? Thế à, Đào có thể chia sẻ với chị xem là cái ước mơ của em là gì được không? Rất là muốn nghe về cái ước mơ cuộc sống của mọi người.
Mọi người có công nhận là cái cuộc sống của mình ý, nhiều khi mình bị ngại nhắc đến tiền. Mình nghĩ rằng bởi vì là có thể là bị kiểu như cài trong đầu từ bé đến giờ, bố mẹ sẽ cho nghĩ là cho mình cái tư duy là tiền là cái gì rất là xấu, xấu xa. Tiền rất là xấu xa, và chỉ và những người giàu có là những người xấu xa. Những người kinh doanh thì họ thường nó là một cái định kiến ý. Họ thường kiểu như là gian manh, xong rồi họ có những cái mánh khóe để họ làm giàu. Thì nó là những cái suy nghĩ từ ngày xưa đi vào đầu mình. Vì bố mẹ Phương cũng là những người làm nhà nước nên là mọi người có định kiến như vậy. Nhưng mà mình như kiểu mình bị sợ đồng tiền, là mình né tránh đồng tiền, là mình ngại nhắc đến đồng tiền ý. Nhưng mà thật ra là tiền là một cái công cụ rất là tuyệt vời để mình sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, và không chỉ là cho bản thân mình mà là chia sẻ cho những người khác trong cuộc sống của mình nữa. Nếu mà mọi người là những người mình hãy thử một lần nhá, mình cởi mở và mình đón nhận những cái mới, không một chút nào thành kiến cả. Khi mà có một người cho mình một cái cơ hội thì mình hãy thử say yes, mình nhận nó đã, và sau đấy thì mình bắt đầu mình tìm cách mình làm nó sau. Bởi vì nếu mà mình nói không thì cuộc sống của mình vẫn như thế thôi, không khác một chút nào cả, nó vẫn sẽ như vậy. Nhưng nếu mình nói có và mình cho bản thân mình một cơ hội mở rộng lòng để tìm hiểu thì biết đâu được mình tìm được một cái gì đấy nó sẽ thay đổi cuộc sống của mình thì sao. Và đó là cái phần chia sẻ rất là ngắn gọn của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì chia sẻ nhanh như vậy thôi, và rất là biết ơn mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ, cũng như dành cho Phương rất nhiều được động viên như vậy. Và cái phần cuối cùng ở trong livestream này thì Phương sẽ dành để tặng cho mọi người những cái cuốn sách. Mình ở đây mình có rất là nhiều tựa sách để mọi người lựa chọn, và mình sẽ không giới hạn số lượng tặng. Nếu mà mọi người thích cuốn sách nào thì hãy comment để cho mình biết nhé. Đầu tiên sẽ là cuốn bài học diệu kỳ đến từ chiếc xe rác. Bài cuốn sách này thì nói về việc là mình không đổ năng lượng tiêu tiêu cực đến người khác. Đây là cuốn sách đầu tiên mình sẽ tặng cho mọi người. Nếu ai muốn tặng thì hãy comment vào đây nhé, mọi người nhé. Cuốn thứ hai là cuốn Người Nam Châm, nói về luật hấp dẫn. Một cuốn sách rất là mỏng và rất là dễ đọc nhưng mà nó cực kỳ tuyệt vời. Mình đọc qua cho mọi người nghe cái trang đầu tiên ở trên bìa này nhá. Hãy hình dung ra tương lai bạn mong muốn, hãy tạo ra cuộc sống như bạn mong ước, hãy nhìn, cảm nhận và tin tưởng vào tương lai ấy. Đây là một cuốn sách rất là hay và luật hấp dẫn nha mọi người nha. Cuốn sách thứ ba mà mình cảm thấy nó là một cuốn sách gối đầu giường đọc đi đọc lại của mình rồi, là cuốn Đắc Nhân Tâm. Cuốn này chắc là ai cũng đọc rồi, nhưng mà nếu mà ai chưa có thì Phương sẽ tặng mọi người nhá. Đắc Nhân Tâm, cuốn sách nói về nghệ thuật sống. Cuốn thứ tư là cuốn Dạy Con Làm Giàu của tác giả Robert Kiyosaki. Đọc xong cuốn sách này thì mọi người sẽ hiểu được về cái tư duy tự do tài chính. Robert Kiyosaki là một tác giả mà ông có bộ sách gọi là bestseller nhất mọi thời đại, nói về tư duy tài chính cá nhân. Và ông cũng đưa ra một cái nhận định rất là khác biệt với số đông, là mình đi làm thuê và mình có một công việc làm ổn định. Thì ở đây là ông cho mọi người cái tư duy về việc tự do tài chính và tự chủ cuộc đời của mình, rất là tuyệt vời luôn. Và rất là cuốn sách này nó đã cho mình rất là nhiều những cái kiến thức mà mình chưa bao giờ biết đến, đánh dấu kín các quyển sách luôn. Bạn yên tâm đọc, sẽ tặng một sách mới nhé. Và cuốn cuối cùng là cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Trời ơi, cuốn sách này không thể bỏ qua được mọi người ơi. Nó là một cuốn sách về tư duy và kỹ năng kinh doanh rất là hay luôn. Có thể là sẽ có nhiều người cảm thấy nó hơi khó hiểu một chút, thì mình hãy đọc xong thì mình có thể là có trải nghiệm với cái công việc của mình. Đọc lại lần nữa mọi người nhé, nó hơn cả một cuốn sách luôn. Ok chị Thoan ơi, em rất là welcome mọi người lựa sách để em tặng mọi người nhé. Đây sẽ có những quyển tựa là Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill này, Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki nói về tự do tài chính này, Đắc Nhân Tâm về nghệ thuật sống, và Bài Học Diệu Kỳ Từ Chiếc Xe Rác. Cuốn này nói về việc mình không để năng lượng tiêu cực. Ok Đào ơi, chị có địa chỉ và số điện thoại của Đào rồi nhá. Và cuốn cuối cùng là Người Nam Châm và Luật Hấp Dẫn. Những cuốn sách rất là tuyệt vời. Và
nếu mà những ai mà muốn mình nhận sách của mình thì có thể là giúp Phương chia sẻ livestream này ở chế độ công khai để lan tỏa được cái giá trị đến mọi người nhiều hơn, và nhắn cho mình cái tựa sách mọi người muốn nhận được cũng như là địa chỉ và số điện thoại của mọi người nhá. Thì mình hẹn mọi người là sau đợt giãn cách này thì mình sẽ bắt đầu gửi cho mọi người nha. Rất là cảm ơn mọi người lắng nghe phần chia sẻ của mình ngày hôm nay, và mình sẽ livestream thường xuyên ở trên Facebook này hơn, thì rất là mong nhận được cái sự ủng hộ cũng như là dõi theo của mọi người như ngày hôm nay. Có lẽ là giờ cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, mình chuẩn bị đi ngủ thôi, và hẹn gặp lại mọi người lần sau nhá. Bye bye, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều. Bye bye Đào, bye bye Trinh, bye mọi người.